Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình xin giới thiệu về cái module không chế nhiệt độ độ ẩm M452. Thì với cái bộ sản phẩm này, các bạn có thể ứng dụng nó vào trong các cái hệ thống lò sấy, lò sưởi hay là các cái nhà kính để không chế nhiệt độ và độ ẩm trong cái môi trường đó. Sản phẩm gồm một bo mạch điều khiển này và một đầu cảm biến nhiệt độ độ ẩm. Thì đầu tiên là về cái bo điều khiển. Bo điều khiển sử dụng điện áp 12V DC. Đây, các bạn có thể cấp điện áp 12V DC vào đây, cộng trừ đây. Và sử dụng hai relay để đóng ngắt tiếp điểm đầu ra. Và bên relay bên này là để đóng ngắt tiếp điểm không chế nhiệt độ. Và bên đây là độ ẩm. Thì ở bên cạnh cũng có hai LED để hiển thị cái trạng thái đóng ngắt của relay, hai đầu ra header này. Và phía dưới là màn hình LED hiển thị. Thì ba cái LED bên này là hiển thị cái nhiệt độ. Còn ba LED ở bên tay phải là hiển thị phần trăm độ ẩm. Và để cài đặt thì các bạn đây có hai phím là cộng và phím trừ là cài đặt độ ẩm nhiệt độ. Còn hai phím cộng trừ bên tay này là cài đặt độ ẩm. Đó. Phía đằng sau này. Đó. Tiếp theo là về cái phần đầu đo nhiệt độ này. Thì ở đây nhà sản xuất sử dụng cái cảm biến nhiệt độ độ ẩm là SHT20, thì nó có giải nhiệt độ từ âm 40 đến 120 độ C. Và sai số của nhiệt độ là 0,1 độ C. Còn độ ẩm thì giải từ 00 đến 199%. Đấy. Và sai số cũng là 0,1%. Rồi, thì phần tiếp theo mình sẽ nói về cái nguyên lý hoạt động của cái module này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn cài đặt và nói về các cái chế độ mà cái module này có thể làm được. Thì ở đây mình sẽ cấp nguồn 12V. Đây, màn hình LED hiển thị này. Thì đây bên này là nhiệt độ, đây là độ ẩm. Thì để các bạn xem được cái ngưỡng cài đặt ở phím cộng và ngưỡng cài đặt ở phím trừ thì các bạn chỉ cần nhấn một lần này. Đấy, nó sẽ ra này. Đây, cộng mình đang cài là 20 độ, trừ 18, và bên này tương tự. Thì để vào cài đặt cái ngưỡng cộng và ngưỡng trừ thì các bạn sẽ nhấn giữ. Đó, khoảng 3 giây là LED sẽ nháy. Các bạn sẽ đến cộng và tăng giảm. Đây, nhấn giữ này, khi mà nháy nhấn tăng này. Hoặc là giảm. Đó. Thì bên này các bạn cũng làm tương tự. Các bạn để khoảng 3 giây nó sẽ tự động lưu giá trị vào. Phím trừ cũng tương tự này. Đó. Còn cái đầu cảm biến nhiệt độ độ ẩm này các bạn sẽ đặt vào cái môi trường mà cần đo. Ok. Thì về cái các cái chế độ mà cái module này có thể hoạt động thì ở đây. Về phần nhiệt độ này thì T mình đặt T là cái ngưỡng cộng, ngưỡng ở phím cộng này, T trừ là ngưỡng trừ. Ui, bút hết mực. Còn cái T là nhiệt độ môi trường, nhiệt độ đo được ấy. Thì nếu mà các bạn cài đặt cái T cộng lớn hơn cái ngưỡng trừ thì nó sẽ hoạt động như sau. Nhất là khi nhiệt độ môi trường, nhiệt độ đo được ấy, lớn hơn cái nhiệt độ ngưỡng cộng thì relay sẽ đóng. Và khi nhiệt độ nhỏ hơn ngưỡng trừ thì relay sẽ ngắt. Còn ngược lại, nếu mà các bạn cài đặt cái T cộng
nhỏ hơn T trừ, thì khi khi cái nhiệt độ môi trường ấy nó lớn hơn nhiệt độ trừ thì relay sẽ ngắt, tức nó sẽ hoạt động ngược lại với cái trường hợp ở bên trên. Đấy, khi T nhiệt độ môi trường nhỏ hơn T cộng thì relay sẽ đóng. Các bạn có thể ứng dụng nó vào khống chế làm mát hoặc là làm nóng. Còn ở bên này, bên độ ẩm cũng tương tự. Đây là ngưỡng độ ẩm cộng này. Đây là ngưỡng độ ẩm trừ. Đây là độ ẩm đo được. Thì cũng tương tự như bên nhiệt độ. Nếu các bạn cài đặt cái nhiệt độ N cộng này lớn hơn N trừ, thì khi độ ẩm đo được lớn hơn cái N cộng thì relay sẽ đóng. Đó. N nhỏ hơn N trừ thì relay sẽ ngắt. Và tương tự cái trường hợp thứ hai, cũng tương tự như bên nhiệt độ này. Đây là độ ẩm. Đó, thì các bạn nhìn vào cái bảng trạng thái này thì có thể ứng dụng nó làm vào các hệ thống làm nóng, làm lạnh hay là lò ấp. Okay, thì cái cách hoạt động của nó cũng đơn giản hơn. Các bạn cứ cài đặt nó sẽ hoạt động đúng theo như này luôn. Cái video giới thiệu và nói về các cái trạng thái hoạt động của module. Đấy, đây là kết thúc. Thì ở cái video lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp một cái lò ấp trứng bằng cái module này. Đó. Rồi thì hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.